Hi mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip hôm nay tôi sẽ vào sâu cho anh em xem một số áo Free Fire và Liên Quân khá là ok, giá phải chăng thôi. Đến với các đầu tiên thì nói chung là cũng mua khá nhiều mùa TBC, nhưng mà toàn những mùa ngày xưa thôi. Đang level 68 mà khá là ngon, thì có Titan Big Vàng và đồ khá là chất, giá chỉ vài trăm k thôi. Đấy, tôi sẽ vào sâu nhanh phần nhân vật này, đang unlock level 8 này. Nói chung phần nhân vật thì rất là ok. Mấy bữa thì thỉnh thoảng tôi cũng có bận công việc nên ít on, nên anh em nào cần mua hoặc tìm bạc lên thì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại tôi nhé, hoặc inbox Zalo. Nhân vật thì CR7 rồi Haruto các kiểu, nói chung là về nhân vật rất là đẹp anh em. Còn khoảng 5 con chưa mở đâu. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh thủ đồ cho anh em xem. Nói chung là giá thì chưa tới 1 triệu mà anh em đã sở hữu được Titan Big Vàng này, đồ thì một số mùa TBC và các thứ nói chung đồ thoải mái anh em chơi luôn. Mùa này cũng ở mấy mùa khá là cũ ngày xưa. Đây tóc thỏ lưỡi đoạn này, bộ này cũng khá là đẹp. Mật vụ thiên hà rồi, trùng trường này, bộ này cũng khá là hot các thứ. Bịch vàng để đại chiến phố thì khách khắc long. Và nói chung là đồ đạc cũng khá là ok, tôi sẽ vào sâu tương đối cho anh em xem thôi. Chú hề ma quái này, Huyết Nguyệt, nói chung là đồ khá là nhiều anh em ạ, ổn cho anh em chơi. Anh em nào mua tranh thủ chơi Tết cũng được. Rồi mặt nạ ông già Loen, thằng hề hoàng gia, đấy đồ thì anh em nhìn này. Từ thấy nói chung là có rất là nhiều mùa TBC từ trước đó, nói chung là thẻ mua khá là nhiều mùa thẻ mốc cực và level 68 cũng khá là ok rồi. Một số áo này, huyền thoại này, đồ rất là nhiều luôn. Rồi tiếp tục sẽ đến với để lấy đồ lữ cho anh em xem. Và tiếp tục sẽ đến với đồ lữ. Đây, tôi sẽ sâu lên tủ đồ lữ cho anh em xem. Nói chung là rất là ok luôn. Lan đây, đồ lữ thì được cái là được thêm vài bộ này nữa cho anh em này. Tiên hắc ám này khá là đẹp. Rồi tiếp tục sẽ đến với phần trợ thủ cho anh em xem luôn. Mua khá là nhiều. Rồi tiếp tục đến với bộ sưu tập. Đây một số skin hành động cũng khá là ngon, nói chung là ổn cho anh em chơi. Ba lô các thứ, ba lô rồng đen cũng có, nhưng chung ạc lập lâu rồi, tiện khá là ok. Quán nước dù. Rồi tiếp tục sẽ đến với skin vũ khí. Giá thì rất là phải chăng thôi, chưa tới triệu đâu, có mấy trăm cao. Skin rất là ok. M4 phép thuật này khá là ngon rồi. AK dòng lửa đang khá là ok. AK báo nhiệt này, M14, SK đẳng cấp Titan, địa ngục, sinh các thứ. Skin pháp mát này, M8, AK đời 94 đầy đủ. Tiếp tục đến với skin tiểu liên, quân vi quái thú, có đánh ngày như anh em nhé, có thảm họa và Ruby. M15 óng bốc cày khá là mạnh này. Rồi CR7 VS, anh em nào thích Big Vàng thì ok, Titan Big Vàng có bò rất là ngon và mạnh luôn. Rồi cơ đỏ, rồi sấm sét B90 vàng rồng này, huyết quỷ. Scan thì cũng chỉ có một số skin thôi, M10 chích chóc, rồi đường trên trời cá mập các thứ, bác óng bốc cày.
Ấy đang như em báo đốm này, là 98, ngục, dẫn chiến. Có bom keo, đặc biệt ngon là có bom keo Halloween nha anh em giúp anh em leo tường. Rồi tiếp tục đến với một đạp tiếp theo. Và tiếp tục đến với một đạp tiếp theo dành cho anh em nào mới chơi hoặc ít tiền nhưng mà thích có cái quỷ dạ xoa nha anh em nhé. Nói chung quay cả triệu đấy nhưng mà bán lại cho anh em đạt level 58 rồi với giá 199k duy nhất hôm nay. Rồi tôi sẽ vào sâu phần nhân vật cho anh em xem. Alok level 7 nhé. Đấy, quỷ kiếm dạ xoa nhìn đã rất là chất rồi, phần nhân vật cũng cực kỳ đẹp, nói chung là nhân vật thoải mái anh em chơi đấy. Phần thủ đồ cho anh em xem nhé, chung là cũng được vài mùa TVC thôi. Đấy. Thì có 199k thôi, còn có cả quỷ nữa cơ anh em ạ. Đấy, quỷ kiếm dạ xoa này, rồi cái mùa này là mùa phát tuyên cáo các thứ. Bộ trong xưởng chế tác cũng này khá là hot anh em, và cũng khá tốn tiền. Đây là phần đồ. Đấy, quỷ kiếm dạ xoa xét áo trẻ trâu các thứ, đồ đạc cũng khá là ok anh em ạ, so với tầm tiền dưới 200k thì quả là quá ngon luôn rồi. Rồi tiếp tục tôi sẽ vào sâu luôn đồ lữ cho anh em xem. Đồ lữ còn nhiều hơn đồ lam luôn anh em ạ. Đấy mà giá rất là phải chăng cho anh em luôn. Đây là phần đồ lữ đây anh em. Tiếp tục đến với phần trợ thủ thì cũng mua được con gấu này, rồi đấy là hai skin trợ thủ ở bên trên này nữa. Tiếp tục đến với bộ sưu tập nha anh em. Đấy, một số skin hành động khá là ngon như là quá nhanh này, rồi ngai vàng chung kết các thứ, nói chung là như này là đủ anh em chơi. Anh em nào ít tiền mua về chơi tạm hoặc là chơi qua Tết nữa. Đấy, rồi sau có tiền này nếu mà ngon hơn. Skin vũ khí nha anh em, M4 là hàn băng này, M4 là một bứt tốc. AK thì có AK đôi mắt tử thần khá là ok nha anh em. M14 titan, rồi SK thì có skin hộp văn thôi. Tiểu liên thì UMP thảm họa này, VS súng can thì cũng có bác ong bóc cây, quên sóng siêu âm chứ, súng ngắm này, súng nục và cận chiến. Đấy, nắm đấm, nhũ đạn và bom keo. Rồi tiếp tục sẽ vào sâu cho anh em xem một đạp liên quân rất là ok. Rồi tiếp tục đến với một đạp liên quân khá là ngon và giá rất là ngon nha anh em nhé. Giá cao nhất thì chỉ một cao thủ thôi, 93 tướng và 148 trang phục. Đây chỉ bữa trước bị thoát hai trận nên điểm này có 90 thôi. Thì tôi sẽ vào sâu phần tướng cho anh em xem. Chung là thì có hơn 300k nhưng mà rất là ngon. Và Galena nha anh em nhé, đổi số điện thoại được luôn rồi. Ron Long thần xoái này, Giáp chiến thần mới xoái này, nói chung là rất là ok. Skin thì vừa đủ anh em chơi và giá có hơn 300 thôi. Hộ không siêu viên, rồi Na thì có B-Boy công nghệ này, Murat thì cũng siêu việt rồi. Nói chung là đồ đạc thì ok cho anh em chơi. Violet hiệp bãi biển, Triệu Vân quý công tử. Nói chung đồ như này là khá là ngon, nếu mà ở chỗ khác thì không có giá hơn 300 đâu anh em ạ. Đấy, Violet này nhiều. Thì anh em nào cũng mua thì inbox tôi thôi. Tôi sẽ cần chụp thêm thì tôi sẽ chụp lại để quay chậm chậm cho anh em xem. Đồ đạc mới lại tướng chứ cũng rất ok, hơn 90 tướng mà gần 150 trang phục cơ. Rất là nhiều skin trang phục của S. Đấy, tôi kéo rất là chậm anh em xem kỹ nhá. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ vào sâu luôn bảng ngọc cho anh em xem. Nói chung là rất là ok, bảng ngọc thì toàn gọi là full bảng ngọc 90 rồi, bảng ngọc cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Anh em nào mua thì inbox Zalo tôi nhé. Cần tìm mặt gì, game gì, ví dụ như là xem mobile này, rồi liên quân, PUBG hoặc là
hoặc là Free Fire thì inbox nhé. Có số điện thoại tôi ở đầu intro clip, anh em cứ gọi điện trực tiếp trước khi giao dịch để tránh fake, mới lại cần tìm mạc gì gọi điện trực tiếp cho tôi nhé. Tạm biệt anh em.